À, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề là những chú ý căn bản, những chú ý căn bản khi các bạn giảm cân. Khi các bạn giảm cân thì cũng có một số anh em băn khoăn về vấn đề giảm cân, thì nó giảm như thế nào, giảm cân nó có mất cơ hay không, và giảm cân nhịn ăn đúng hay không. Thì nói chung thì mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái vấn đề căn bản nhất mà mình tìm hiểu về vấn đề là giảm cân, mà cần gần gũi hơn nữa đó là giảm cân mà tập tạ nữa, chứ không phải giảm cân bình thường đó. Thì đầu tiên để giảm cân bình thường trước đi, người ta nó nhẹ nhàng. Thì rất là nhiều người ta đi làm, người ta ăn uống này nọ nó vô tội vạ, thì đôi khi cái khối lượng cơ thể người ta tăng lên và người ta có một cái nhu cầu người ta muốn giảm cân. Người ta muốn giảm cân và người ta sẽ đi cũng tìm hiểu trên internet và nghe là người này người kia mua trà giảm cân, hay là đại loại những cái thực phẩm giảm cân, hay là những nhịn ăn, để họ cũng mong muốn một cái vóc dáng mà nó gọn gàng trong một thời gian nhanh nhất. Nhưng mà hầu như tất cả thông tin họ tiếp cận đều là sai lầm. Thì những cái quảng cáo trên TV, là những cái trà giảm cân, những cái đai uống giảm cân, những cái nước uống giảm cân. Giảm cân mà mình xin khẳng định với các bạn, giảm cân mà không tập luyện chỉ là bỏ tốn tiền vô ích. Bạn muốn giảm cân bạn phải tập luyện. Còn bạn giảm cân bạn nói là cái chất này sẽ làm cho tôi cái này, làm cho tôi cái kia, mà trong khi giá tiền của nó thì thôi có 1 triệu mấy, 2 triệu một gói xài cả tháng, thì xin thưa với các bạn, và tôi không có chuyện đó. Ngay cả là những loại thực phẩm bổ sung chân chính nhất để giảm cân, hỗ trợ giảm cân thôi, chứ nó cũng không dám nói với bạn hai chữ giảm cân, tức là cái mục đích là hỗ trợ giảm cân kết hợp với tập luyện, thì giá thành của nó là cũng phải từ 1 triệu trở lên, tầm khoảng 1 triệu trở lên, xài trong vòng được 1 tháng, mà nó chỉ là hỗ trợ thôi nha, chứ nó hỗ trợ chứ nó còn không dám nói là cam kết cho bạn người uống cái này vô là giảm 5 ký một tháng, không có ai dám nói chuyện đó hết. Thì những cái thông tin nào mà nó mang lại cho mình những lời có cánh quá thì bạn cũng nên coi chừng. Nguyên tắc giảm cân đó là phải tốt nhất là phải tập luyện. Như thế thì tại sao nó giảm cân? Thì như những chủ đề trước đây mà đã từng đề cập đó, là một cái chỉ số hấp thu năng lượng trao đổi chất là chỉ số BMA. Nó đơn giản như vậy thôi. Một con người thì ai cũng có một cái BMA cho riêng mình hết. Ví dụ BMA của người A là 2000 calo, mà người A một ngày nạp vô 3000 calo thì nó dư ra tới 1000 calo. Đó, nó dư ra tới 1000 calo thì trong vòng 7 ngày là 1 tuần, nó dư ra 7000 calo. 7000 calo thì calo dư nó chuyển hóa thành mỡ, đơn giản, chuyển hóa thành mỡ thì 7000 calo nó đổi ra được gần 1 kg mỡ rồi đó. Đó, tức là một tuần mà ăn dư 7000 calo thì nó đổi ra được gần 1 kg mỡ. Thì đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ các bạn muốn giảm cân thì phải làm sao? Thì phải ăn cái calo đó ít hơn cái BMA của mình thôi, chứ sao? Bạn ăn calo bằng chỉ số BMA sau cái tính lượng vận động đó nha, thì nó sẽ duy trì cân, nó không tăng không giảm. Còn nếu bạn ăn BMA mà ít hơn cái số đó, bạn ăn cái lượng calo ít hơn cái BMA thì nó sẽ giảm. Thì ví dụ như bạn ăn ít hơn một ngày 500 thì bài toán ngược lại, một ngày 500 thì 7 ngày là 3.500, 3.500 là giảm được gần nửa ký mỡ rồi đó. Một tuần sẽ giảm được gần nửa ký nếu bạn ăn ít hơn 500, chứ không có cái khái lượng cái chuyện nào mà ăn nó nhiều, ăn nhiều hay ăn ít hay ăn như thế nào mình không biết mình ăn bao nhiêu thì làm sao mình giảm được. Vậy thì cái cơ thể nó đốt năng lượng ở những cái mục tiêu là ở những cái giai đoạn nào và cách nó đốt ra làm sao. Thì đốt năng lượng thứ nhất là nhờ tập luyện nó sẽ đốt được phần, thứ hai là nhờ những cái hoạt động trao đổi chất hàng ngày trong cơ thể nó sẽ đốt được phần nữa. Thì những cái viên thuốc, những cái viên thực phẩm chức năng, những thực phẩm chức năng giảm béo mà chân chính á, thì cách làm việc nó làm sao? Thì cách làm việc nó đơn giản là nó thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tức là quá trình trao đổi chất bình thường của ngày của mình là mình đốt được ví dụ như là 1000 đi, thì nó sẽ thúc đẩy đốt tốt hơn, nó đốt tốt hơn là chừng 1000, 2000, 3 là như là cùng đó, nó thúc đẩy một phần nhỏ thôi,
rồi nó sẽ ưu tiên đốt cái năng lượng từ mỡ đi, nó sẽ đốt năng lượng từ mỡ đi, do đó mình sẽ giảm mỡ đó, do đó mình sẽ giảm mỡ. Và cái việc tập luyện hàng ngày của mình đó, nó sẽ hỗ trợ cho mình đốt năng lượng, nó sẽ hỗ trợ đốt năng lượng tại buổi tập. Và cái việc tập luyện đó, nó ngoài cái mang sức khỏe ra thì nó còn hỗ trợ tiếp là thúc đẩy quá trình trao đổi chất tốt cao hơn nữa, trao đổi chất cao hơn nhờ tập luyện. Ví dụ như cái người trong giấc ngủ, một người tập luyện thể dục thể thao và một người bình thường, thì xin thưa người tập luyện thể dục thể thao sẽ đốt năng lượng nhiều hơn đó. Bởi vì cái việc giảm cân đó là phải kết hợp với tập luyện thể dục thể thao, đó là cách giảm cân lành mạnh. Bây giờ quay lại cái bài toán là có những bạn giảm cân là bỏ luôn bữa sáng, giảm cân là nhịn ăn, giảm cân là kiêng tùm lum hết, thì cũng có cái mặt đúng và mặt không đúng ở đây. Thì nếu bạn giảm cân mà bạn nhịn ăn á, là cái tác hại đầu tiên là sức khỏe của bạn sẽ cảm nhận rõ là nó rất là mệt, người nó rất là mệt, cơ thể thiếu dưỡng chất, và chắc chắn đó không phải là cách giảm cân lành mạnh, giả sử như bạn có giảm được, nhưng sau khi bạn uống bình thường lại cái tốc độ nó lên cân nó còn nhanh hơn bình thường nữa. Tại vì lúc mà bạn giảm cân á, thì bạn cắt đi những nguồn thực phẩm, cắt đi những nguồn thực phẩm một cách tuyệt đối, thì cơ thể của bạn nó ở trong một cái trạng thái là đói lâu năm, mà nó gặp được thực phẩm mà nó mừng lắm, nó hấp thu còn giả mang hơn cái lúc mà nó chưa giảm nữa đó. Bởi vì cái đó là cái cách giảm cân theo mình nghĩ là không lành mạnh, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, tới tâm trạng, tới tính cách, tính tình và hiệu suất làm việc của mình nữa. Nó không tốt. Và còn có những cái phương pháp giảm cân trên mạng rất là hot như là low carb đó, là một cái phương pháp mà hạn chế khá nhiều tinh bột. Nhưng mà phương pháp nó đúng nếu mình sử dụng nó đúng, còn nếu mà mình cứ thấy thực đơn của anh kia anh chia sẻ thực đơn trên mạng đó, anh nói là ăn thực đơn này trong tuần giảm 2 kg mừng quá về quốc vui ca, trong khi mình không xác định cái BMI thôi là mình thua ở chỗ đó. Cái thực đơn của anh ta nó phù hợp với anh ta, khi mà anh ta đâu phải là bạn, anh ta cao như nặng như mình, phải tính được cái BMI của mình và cái gọi là cái trình độ thể hình của anh ta nằm ở chỗ nào nữa. Trời, anh ta tập 10 năm anh ta ăn nó bình thường, mình chưa tập được nào quốc cái đó vô một phát một ngày mai đi bệnh viện luôn đó, nó nguy hiểm. Mà cái phương pháp low carb là cái phương pháp mà nó hạn chế tối đa là tinh bột, mà mình bỏ lượng tinh bột nhiều quá đi, đôi khi nó cũng sốc cơ thể, nó cũng có một cái những cái hiệu ứng không tốt. Mà nhất là những người tập thể hình muốn phát triển cơ bắp đó, thì cá nhân của Duy là Duy không thích low carb, tại vì bản thân là Duy đã từng low carb rồi, Duy từng low carb xuống rất nhanh, đồng ý là xuống nhanh, nhưng mà cái hiệu suất tập luyện của mình nó sẽ xuống lại, nó sẽ thấp theo, mình nảy tạ không có được tập trung, không được tập trung lắm. Mà xin thưa với các bạn là cái lúc mình giác dụng low carb đó, là Duy bỏ ra 30 triệu một tháng mua thực phẩm bổ sung, 30 triệu một tháng mua thực phẩm bổ sung mà chịu cũng không nổi đó. Còn nếu mà trong trường hợp không thực phẩm bổ sung, không có protein, không có năng lượng thì khổ tập luôn, không tập thì nói vô đấy được hai cái thở hổn hển không mở là sao tập. Cái đó là cái chuyện đó là không được. Thì làm sao để mình dung hòa được giữa giảm cân và tập thể dục thể thao, thì cứ đơn giản bình thường mình cứ lắng nghe cơ thể mình nói, mình cứ đi theo những cái gì là bài bản nhất, mình đi từ gốc mình đi lên, chứ mình không đi từ trên ngọn đi xuống. Thì mình cứ tính ra đúng BMI của mình. Nếu mà bạn giảm khó khăn quá, BMI của bạn là 3.000, bạn giảm 500 không được, thì ngày đầu tiên bạn giảm 100 thôi. Bạn lắng nghe cơ thể bạn như thế nào đó, bạn lắng nghe cơ thể bạn như thế nào. Qua ngày thứ hai bạn giảm tiếp 200, 300, 400 tới 500 đó, bạn coi cơ thể bạn như thế nào, bạn điều chỉnh. Chứ mình không có cái nào là cái tổng quan chung cho tất cả mọi người được, cái đó xin thua, đó không có được. Thì bạn cứ làm như thế từng bước. Và cái vấn đề tinh bột của đây thì nó vấn đề nó nhạy cảm. Đầu tiên thì bắt buộc phải ăn rồi, chất béo bắt buộc phải kiêng rồi, thì ăn chất béo thì bắt buộc phải ăn những cái chất béo tốt có nguồn gốc từ thực vật. Dầu ăn cũng nên chọn những loại dầu ăn từ đậu nành, từ thực vật. Mà trên truyền hình á, dạo này nó quảng cáo dầu ăn Simplify thì nó cũng là khá là tốt, giá nó cũng tương đối mềm, thì các bạn có thể sử dụng loại đó. Tôi thì bán 40.000 lít á, các bạn sử dụng loại đó cũng được, nó sẽ tốt hơn những dầu ăn bình thường khác. Và cái tinh bột á, thì bạn nên chủ yếu là nạp tinh bột có chỉ số GI thấp thôi.
lúc này thì bạn hy sinh đi. Nếu bạn đang mục tiêu giảm cân thì bạn hy sinh loại tinh bột có gợi ý cao lúc trước trong sau tập luyện, và bạn cứ chịu khó hạ tuy thấp trước để cho cái cơ thể duy trì một cái lượng đường huyết ổn định. Và bạn nên ăn nhiều chất xơ, và ăn thấp nhiều chất xơ, cơ thể không tiêu hóa được chất xơ, do đó chất xơ nó có tác dụng như là một cái bộ máy vệ sinh hệ tiêu hóa. Và cái thứ hai, nó sẽ là ngăn chặn cái cảm giác thèm ăn của bạn, nó cảm giác bạn no lâu hơn. Bạn no lâu hơn thì bạn ắt ít ăn vặt hơn, ít ăn vặt hơn thì nó sẽ không dư năng lượng. Và một mẹo đó là uống nhiều nước. Bạn uống nhiều nước, nước nó giúp cho mình nó cảm giác no, nó ảo thì nó sẽ rất tốt. Thì bạn giảm cân, thì bạn giảm cân bạn khi uống nước luôn là nguy đó, không được. Thì đó là mình cứ thực hiện những cái bước cơ bản và đơn giản như thế, thì kết hợp tập luyện thì bạn sẽ cảm trở thấy là cái việc giảm cân nó cũng dễ dàng thôi. Nhưng mà sức khỏe mình quan trọng nhất, sức khỏe mình vẫn đảm bảo. Mình giảm cân mà mình vẫn cơ thể vẫn hồng hào, vẫn thoải mái, vẫn khỏe mạnh, nó vẫn đi làm được, nó vẫn không có buồn ngủ khi đến cơ quan, nó sẽ tốt hơn nhiều so với bạn áp dụng một cái thực đơn giảm cân ở đâu đó ra mà bạn không biết, hoặc là bạn mua trà giảm cân, hoặc là bạn mua mấy cái mấy cây máy trên chương trình Best Buy đó quảng cáo là ơi gặp bụng 5 phút bằng chạy bộ 3 cây số gì đó, hay là như thế nào đó, thì nói chung là nó không nên. Nó là mình thiếu thông tin, mình thiếu hiểu biết, và vô tình mình là nạn nhân của những cái lời quảng cáo không chân thật. Còn nếu mà bạn muốn sử dụng thực phẩm bổ sung hỗ trợ giảm cân á, thì bạn nên mua những loại thực phẩm bổ sung hỗ trợ giảm cân của Mỹ, những loại của Mỹ và những loại dành cho nhân thể hình á đó, những loại đó thì nó sẽ an toàn hơn cho mình. Cái thứ hai nó sẽ tốt hơn. Còn uống mấy cái hàng trôi nổi chả biết đâu hết thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Và khi bạn ăn uống như vậy thì bạn nên chuyển cái về cái lịch tập giảm cân mà lịch tập giảm cân của Duy chia sẻ trên mạng chắc chắn không làm giảm cơ của bạn, cơ không tăng thôi chứ không giảm đó. Thì những cái lịch tập như vậy nó sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn vấn đề giảm cân, và thậm chí bạn siết cơ bạn vẫn áp dụng được. Bạn siết cơ là bạn giảm tỷ lệ mỡ trong cơ thể, thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng tốt. Vậy thì giảm cân là gì? Dạ xin thưa, giảm cân thì nó bằng với giảm tất cả. Khi nói cái chữ giảm cân trong xã hội là giảm cân, nó bằng với giảm tất cả. Giảm cân nó sẽ là giảm mỡ nè, giảm cơ nè, mất nước một phần nè. Còn nếu mình dùng cái chữ giảm mỡ không thì nó chỉ là giảm mỡ, nó giữ lại cơ, thì cái đó là cái đẳng cấp nó khó hơn rồi. Khi mà bạn muốn giảm mỡ mà giữ cơ thì bạn phải ăn nhiều protein, thì cũng tính dựa trên BMA thôi, nguyên tắc vẫn là phải giảm lượng năng lượng hấp thu vào hàng ngày. Nhưng mà bạn muốn giữ được khối lượng cơ đó, bạn phải ăn nhiều protein hơn. Thì muốn ăn nhiều protein đồng nghĩa với hạ cái thằng carbohydrate xuống, hạ thằng chất béo xuống đó. Thì bạn cứ hạ từ từ thôi, đừng có hạ sốc quá. Bạn đừng có theo nguyên tắc muốn làm gì phải protein phải là 50%, 4% tinh bột, 1% chất béo, thì cái đó đúng không sai. Nhưng mà trong khi bình thường bạn ăn hàng ngày có 20 protein nè, 20 protein mà giờ bạn ăn lên tới 40 nó gấp đôi, là cơ thể full sự kiện, tức là cơ thể mình phải có một quá trình nó thích nghi. Thì bạn cứ nên từ từ, bạn phải lắng nghe cơ thể của mình và lên xuống một cách từ từ. Thì cái đó là một số cái kinh nghiệm mà muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề giảm cân, để cho nó hiệu quả, giảm cân để nó an toàn, giảm cân để nó không lên lại. Thì đó là những vấn đề mà Duy muốn chia sẻ. Duy xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề sau.